Này review cho anh em xem 16 Ford Transit để biết tổng thành một con Ford Transit. Kết cấu của nó từ đời 2008 cho đến 2021. Còn bước sang 2022, động cơ thay đổi một số chi tiết. Tôi sẽ review anh em vào clip sau. Đấy. Với cái động cơ Ford Transit bố trí của máy 2.4 máy dầu. Đó, như thế này, tháo toàn bộ ra ngoài sau khi đại tu ráp gần như hoàn thiện và cẩu lên cho khách để review cho anh em thấy rõ. Trước mắt dàn đầu của xe bao gồm tất cả những bu li bi tì thiết kế lắp dây gô loa như này. Ở dàn đầu của nó là bu li trục cơ, trên đó là bi trung gian và bi tì trơn. Làm bên phải đó là cái bơm chân không, bơm trợ lực phanh. Đấy. Bơm này có tác dụng là hút hơi trợ lực phanh để làm phanh nhẹ đi. Khi nó hỏng nó có hiện tượng kêu xe rè rè rè, và các xe nó hay thường chảy dầu ẩm dầu ở chân bơm chân không này. Đấy. Cái đường hơi là đường hút này, đấy. Đường hơi hút này, đấy. Và nó lấy vào cái bầu tổng, đi vào bầu tổng trợ lực chân phanh. Tiếp theo, trước đó dưới đó là một cái bơm nước. Và cuối cùng là lốc lạnh điều hòa. Bên trái trên cùng anh em nhìn thấy đó là cái bơm trợ lực lái. Cái bơm này nó có tác dụng làm lái nhẹ. Khi bơm này kêu hoặc lặng lái, ga lên, anh em ga lên, nó sẽ nhẹ lái hơn. Thì cái bơm này dấu hiệu là bị hỏng. Và đặc biệt những đường tiêu cao áp đầu này, anh em chạy ở mọi vùng miền nhớ là chúng ta lưng hết ga vào cua, lưng ga lên, hoặc chúng ta lấy 2-3 lái, tránh để cua hết lái hay bật cái tiêu cao áp này ra. Đấy là cái lỗi của thằng bơm trợ lực cho Transit. Dưới đó là củ tăng tổng tự động dây loa. Khi cái tăng tổng này nó lổ máy, nó nhảy dây bập hoặc dây chạy ra ngoài, thì lúc đó là dấu hiệu của cái tăng đã bị kém, lò xo ở dưới đã kém. Ở dưới cùng bên tay trái đó là cái cục dynamo máy phát điện cung cấp điện cho xe. Khi đồng hồ trên táp lô báo cộng trừ lỗi ở đỏ, đó là dấu hiệu một là bu li giảm giật hỏng, hai là chổi than hết, ba là diode hoặc là ruột máy phát có vấn đề không nạp. Trong cùng bên tay trái đó là turbo tăng áp này, cái anh em nhìn rõ cánh của nó này, cái cánh này nó dơ, nó mòn thì sẽ yếu, và khi nó ra dầu turbo nó sẽ chảy xuống đường ống này và nó ra đằng cổ hút. Anh em có thể quan sát khi turbo kém ra dầu nó sẽ ra cổ hút, ẩm ở cổ hút. Ở trên nó là con dơ le turbo, con này mở điện để kéo cái le này anh em. Kéo cái le này để mở turbo theo tốc độ ga. Đấy. Khi anh em neo đèo hoặc chạy tốc độ đột ngột, nó có thể báo cái đèn răng cưa. Đó là dấu hiệu là thiếu gió vào động cơ. Tôi giới thiệu đến đâu gần như là các lỗi của xe Ford Transit hay gặp, anh em áp dụng với xe của mình để hiểu được. Còn trên cùng của nó là dàn bếp phun, 4 kim phun đấy ạ. Đấy. Khi có dấu hiệu chạy khói, nghẹt, yếu, rung giật cùng một thời gian nên đà kém, chạy lâu ngày, anh em có thể tháo kim phun ra là cân chỉnh. Có những con phải thay đầu kim, tắc kim hoặc thay kim. Đây là ống sáo thanh rêu cao áp. Trên đầu đây là cái van cao áp. Van này có hiện tượng khi chết nó hay bị chết máy vặt, máy gõ. Đây là van điều áp, van hồi, van an toàn. Và đặc biệt đằng sau đó là bơm cao áp nằm đứng đầu xe bên tay phải. Nhìn vào ánh đèn đây, đó là cái van định lượng. Anh em nhìn thấy van định lượng chưa? Cái van này, anh em, đó là van định lượng dầu, điều tiết dầu. Máy nó lổ hòa lên hòa xuống, đó là cái dấu hiệu cái van này nó bị kẹt hỏng. Đặc biệt là khi tháo cái lọc nhiên liệu này ra, tháo lọc nhiên liệu ra mà thấy bẩn thì chắc chắn là cái van định lượng này nó hay bị.
Phía sau của động cơ giới thiệu anh em, đây là bộ côn ly hợp, bộ ly hợp bao gồm bánh đà, lá côn và bàn ép. Khi cái mặt trời nó này, nó hiện tượng nó kém, nó sập, nó mòn, lá côn mòn xuống, anh em vào số 1, số lùi hoặc các số nó dắt số phải nhồi côn nhiều thì đó là dấu hiệu của côn kém. Còn khi mà chân côn nó bị tụt thấp hoặc là chảy dầu ra vành số này thì đó có dấu hiệu là của BT tổng côn dưới đã bị lườn dầu, đó là dấu hiệu của tổng côn. Tổng trên cũng vậy, tổng côn trên nó sẽ nằm ở trong cái bầu trợ lực này, nằm ở dưới chân côn. Đằng sau động cơ là còn có củ đề. Đây củ đề đây. Khi nó trượt cái băng lích này, trượt cái băng lích đề này, anh xem. Trượt cái băng lích đề nó không nai được vào bánh đà, máy nó cũng nhổ chiu 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 không nai được máy. Đó là dấu hiệu của củ đề. Củ đề khởi động bị kém. Đây là cổ hút. Đây là cái cảm biến nhiệt độ. Nhiệt độ nước nắp ở sau vách máy. Chi tiết như này khả năng là anh em xem rất rõ tất cả những cái chi tiết của động cơ thằng có trên chít ở phía ngoài, anh em có hiểu. Còn mình sẽ làm một cái video riêng về phần chi tiết ở trong ruột máy bao gồm những cái gì để anh em hiểu về bộ động cơ này, cũng chia sẻ rộng rãi với anh em, các anh em để anh em hiểu được các chi tiết của xe động cơ có chân xít và những cái bệnh vặt hay học và cách xử lý như thế nào. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Chúc anh em an toàn trên mọi nẻo đường, vạn dặm bình an, người ngựa đều khỏe. Thay mặt anh em đầu năm, Năm Coi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn bộ thể anh em mọi vùng miền. Chúc anh em người và ngựa luôn mạnh khỏe, vạn dặm bình an toàn trên mọi đầu đường.